Rồi xin chào quý anh chị nhé. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Mitsubishi Trường Chinh. Hôm nay thì bộ phận xe qua sử dụng anh Tính vừa thu về được một chiếc xe 7 chỗ gầm cao rất là sang trọng dành cho quý khách hàng chúng ta đi gia đình. Đây là một con Outlander, một con xe thuộc phân khúc xe SUV. Và đây là phiên bản cao cấp nhất của Outlander, sản xuất vào 2021, bản Premium màu nâu, xe đi gia đình một chủ từ đầu, xe biển số 62 và đi được 49.000 cây số. Tất cả là nguyên bản hết anh chị. Với mức giá rao bán bây giờ là 720 triệu đồng. Anh chị chúng ta xem hết video này, cần hỗ trợ tư vấn hoặc là xem xe thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Tính, kết bạn Zalo theo cái số trong video nhé. Con xe này hiện tại mức giá 720 triệu thì bên Tính có bớt một chút lọc cho anh chị khi mà anh chị thiện chí. Đây là con xe có nước sơn màu nâu, một màu rất là hợp cho những ai mình thổ. Và nếu như anh chị chúng ta đi con xe này thì qua 5 tháng thì cái màu nó cũng không xuống đó anh chị, nhìn nó rất là sang và sạch sẽ. Anh chị có thể nhìn con xe này đi 49.000 rồi nhưng mà khi vệ sinh xong để dưới ánh đèn nhìn cũng rất là đẹp. Phiên bản này thì trang bị đèn trước sau đều là công nghệ LED hết nha, tức là trang bị nó full hết rồi. Và các cái nâng cấp bên trong xe là chủ xe đã nâng cấp đủ, anh chị chỉ cần mua về và xài thôi. Bên em sẽ kiểm tra cho anh chị là 160 hạng mục và bảo dưỡng cho anh chị luôn. Đèn trước sau công nghệ LED này, nhìn nó không khác quá nhiều so với đời 2023 đâu anh chị. Vẫn có camera 360 nha, có sẵn camera 360 ở đây này. Động cơ 2.0 dẫn động một cầu, hộp số CVT, mâm phay hợp kim 18. Cái lốp này anh chị có thể đi được 3 vạn nữa, tức là đi tới khoảng 80.000 cây số. Rất đẹp, vừa vệ sinh xong anh chị, có cam 360 này. Đã dán phim rồi anh chị. Treo sau con này là loại liên kết đa điểm, đi sẽ rất là êm ái. Phiên bản này nó sử dụng cốp điện và anh chị sẽ để là cái cốp của nó mở cực kỳ êm luôn. Đây, xe biển số 62. Xe có 3 hàng ghế 7 chỗ ngồi. Có thể gập cái hàng ghế cuối lại khi mà chúng ta cần chở hàng nhiều hơn. Anh chị sẽ để là khi mà nó đóng cái cốp này cực kỳ mịn luôn. Đây. Thông thường các cái xe còn lại là tới đây là đóng cái cụp, còn con xe này đóng cái cốp cực kỳ mịn. Đây, nó đóng xuống đây rất là nhẹ nhàng. Đó, như một cái cửa hít. Điều này chứng tỏ là cái độ hoàn thiện của xe này cực kỳ tốt ha, từ các chi tiết nhỏ. Và khi anh chị đóng cái cốp này, đóng cửa, đóng cốp chắc nịch rồi. Con xe này thì cách âm tốt ha, thuộc hàng tốt nhất trong phân khúc đấy về khả năng cách âm. Da zin hết, da hơi nhăn chút xíu thôi nhưng mà còn tốt lắm anh chị. Có trang bị cửa gió sau này đấy, cũng sạc đầy đủ. $720 triệu thì chưa đủ tiền để mua phiên bản cao nhất của Xpander đâu. Con xe này là 720 triệu. Cửa nẻo chắc chắn là nguyên zin nguyên bản rồi. Ghế điện, thôi điều hòa thì mắc rồi anh chị ha. Vô lăng trợ lực điện. Outlander là một trong số những con xe chạy hay nhất của cái dòng trong các một trong các cái dòng xe chạy hay nhất của Mitsubishi tại Việt Nam đó anh chị. Có cam 360 nha. Này. Đây. Đầy đủ phanh điện tử này. Cam hành trình. Lấy chuyển số đầy đủ hết. Đấy, quay sơ sơ như vậy thôi. Cửa nẻo thì chắc chắn là nguyên bản rồi. Đây. Động cơ máy móc chắc chắn là nguyên bản hết đó nha anh chị. Do nó hơi tối nó bắt nét không được. Đây. Đấy, bốn cửa đều là nguyên bản hết. Anh chị muốn xem keo chỉ hay là thợ thầy gì đó thì anh chị cứ đến thoải mái. Bên em là hãng xe mà. Và nghiệp vụ của bên em xem xe của Mitsubishi chắc chắn là tốt rồi.
ghế bên này là ghế cơ nha, ghế bên kia là ghế điện. Da hơi nhăn chút xíu thôi, cái này tụi em chưa spa lại nha, tụi em vệ sinh lại thì nó sẽ rất là đẹp, rất là sạch. Đấy, cái màu nâu này rất là hay đấy. Anh chị mà đi qua thời gian thì màu nâu này nó vẫn vậy, nó không bị xuống màu đâu. Để em quay cái khoang động cơ cho anh chị xem. Đây là khoang động cơ của Outlander. Đây. Anh chị có thể thuê thợ thầy đến xem xe thoải mái nhé. Xe thì bên em ngoài cái việc bảo hành, xe này vẫn còn bảo hành hãng nha, 2021 thì tới 2024 nó mới hết hạn bảo hành lận. Và ngoài cái bảo hành của hãng ra thì bên em còn bảo hành hai chi tiết, đó là máy và hộp số, là 20.000 cây số hoặc là 1 năm, tùy điều kiện nào tới trước. Rồi anh chị mà ta quan tâm về con xe này thì có thể trực tiếp máy tính nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.